Trên màn hình của kính chị là lô đất 7 x 20. 140 m vuông thuộc phân khúc Song Lập, thuộc nhóm 4 của dự án HUD. Xã Long Thọ, huyện Trân Thành, tỉnh Đồng Nai ha. Lô đất này là nằm trên trục đường 12 m này. Nó gần với lại cái đường Huỳnh Thúc Kháng đó các chị, Huỳnh Thúc Kháng chỗ hàng cây nhá, cây có mấy căn nhà đấy. Ra đây một còn bên đây là thì mình dễ gần ngã tư này. Đây có một cái ngã tư và mình sẽ ra khoảng độ 40 mét nữa là tới đường 26 m. Đường 26 m là một trong những trục đường chính của dự án, nội khu dự án HUD đó các chị. Nó chạy xuyên suốt dự án HUD song song với lại đại lộ Lê Hồng Phong. Nó là còn lô này thì nó gần cái đường 26 m luôn. Dân cư bắt đầu về xây nhà ở trên cái trục đường 26 m khá là nhiều rồi. Cái nhà kia cũng là mặt tiền đường 26 m đấy quý chị. Nó gần Huỳnh Thúc Kháng. Lô đất này thì là được xây theo hình thức song lập nha quý chị ha. Hai để thoáng 2 m bên hông, lùi trước và lùi sau. Cái này thì kể ra đất này mình làm cái nhà tiền chế cũng được ngang 7 m, thì có thể thay vì mình mua một lô nhà vườn ngang khoảng độ 12 m thì mình cũng có thể làm một lô ngang 7 này thì mình làm nhà tiền chế sổ hồng riêng rồi. Nếu mà không cần hoàn công. Bây giờ có kiểu nhiều kiểu nhà lắp ghép người ta xây dựng cũng rất là đẹp đấy quý chị ha. Điện thì mình kéo vào thôi, hiện tại nước điện ngầm thì chưa sử dụng được. Mình có thể kéo điện nổi thôi, với cả giếng này nước thì hiện tại cũng xài giếng khoan nha quý chị. Lô đất này chủ đang mong muốn bán với lại cái giá là 12 triệu rưỡi một mét vuông. Khoảng hơn 1 tỷ 7 thôi là mình sở hữu một lô đất ngang 7 mét. Trong dự án 1/500, cách sân bay Long Thành 13 km thôi, cách thành phố Thủ Đức 15 km, cách quận 7 khoảng 18 km qua cao tốc Bến Lức Long Thành. Công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia đang làm rất mạnh ở khu vực Nhơn Trạch. Hứa hẹn những năm tới thì khu vực này sẽ thu hút nhiều dân cư về ở hơn ha. Hạ tầng Nhơn Trạch thì cơ bản đã tương đối hoàn thiện rồi, chỉ chờ kết nối với lại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận như là Bà Rịa Vũng Tàu, qua cầu Phước An và sân bay Long Thành, khu vực Long Thành á, qua những cái tuyến 25B, 25C thì nó sẽ hoàn thiện hạ tầng thành bối Nhơn Trạch đấy quý chị ha. Rồi, quý chị quan tâm liên hệ mình khu lô đất này ha. 1 tỷ 750 triệu. Xin chào, hẹn gặp lại chị ở video sau ạ.